Kinh bạch chúng tôi làm được phối kính thưa quý vị, kính bạch chư đại đức tăng, để tiếp theo cái chương trình trong buổi hội thảo sáng hôm nay sẽ xin tham gia cái bài hội thảo. Thứ nhất là về sự cần nhận thức đúng về văn bản Phật học trong các trường Phật giáo để nâng cao hiệu quả Phật giáo dục Phật giáo, ngoài việc phải giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống bản sắc thái riêng của dân tộc và hệ phái Phật giáo thì cần có những sự thay đổi chuyển biến tích cực phù hợp với tình hình mới của đất nước và xu thế hội nhập, trong đó có sự thay đổi về giáo dục Phật, về giáo dục. Vì vậy cái bài tham luận sáng hôm nay thì cần có sự nhận thức đúng về văn bằng Phật học tại các trường Phật giáo được chọn làm đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện Phật giáo. Thứ hai là sự cần thiết phải đào tạo. Thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là vai trò, thứ ba là tác động của chuẩn đào tạo với hoạt động đào tạo của Học viện Phật giáo. Thì nhu cầu đào tạo, để nhận thức được cái tầm quan trọng đào tạo ở Học viện Phật giáo, trước hết thì cần hiểu rõ đặc điểm của bối cảnh hiện nay. Giáo dục Phật giáo Việt Nam đang hòa nhập vào những đặc điểm lớn nhất của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, trên toàn thế giới. Điều này đã cho thấy trong các phương diện dẫn dắt con người đến với đạo Phật thì giáo dục đào tạo là phương tiện gần gũi và phổ biến nhất. Do đó cần có một viện đại học Phật giáo mang tầm khu vực và quốc tế, và đó sẽ giúp cho Phật giáo ngày càng hội nhập cộng đồng Phật giáo thế giới và giáo dục thế giới trong các lĩnh vực khoa học, quản trị kinh doanh, quản trị hành chính, ngôn ngữ và tin học, vân vân, góp phần đóng góp tri thức Phật học cho nhân loại của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới trong các hiện tại và tương lai. Thứ hai là vai trò của đào tạo ở học viện. Nó gồm có ba. Thứ nhất là về kiến thức, có cả kiến thức về Phật học và thế học, kiến thức chuyên môn cụ thể về nghề nghiệp, kiến thức tổng quát và các xu hướng phát triển chủ đạo. Về kỹ năng thì có kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng về nhận thức và kỹ năng giao tiếp. Ngoài kỹ năng trên, Tăng Ni Sinh có các kỹ năng của người xuất gia trong vô vàn những chuẩn mực đạo đức Phật giáo được thể hiện trong các bộ kinh luật luận. Về phẩm chất giáo dục cho con người, học phẩm chất dám nhận chỉ trích, dám nhận trách nhiệm, đương đầu với những thách thức và chấp nhận thay đổi, có tầm nhìn thời đại, có trình độ và khả năng phù hợp với bản chất của xã hội, có tri thức tổng hợp và chuyên sâu, có khả năng sáng tạo, khám phá, phát hiện và đề xuất cái mới, có năng lực quyết đoán. Ba là tác động của chuẩn đào tạo đối với hoạt động đào tạo ở học viện. Chuẩn đào tạo ở học viện là văn bản định hướng cho việc xây dựng khung chương trình, và chương trình đào tạo là cái đích mà học viện phải hướng tới. Chương trình đào tạo phải hướng theo các yêu cầu về phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được quy định. Thứ ba là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của học viện. Nó gồm có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan nó gồm có hai yếu tố nhỏ. Thứ nhất là chất lượng nội dung chương trình, phương pháp đào tạo. Thứ hai là công tác quản lý kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo. Nội dung chương trình đào tạo cần theo hướng mềm hóa, nâng cao kỹ năng thực hành, xây dựng chương trình đào tạo theo module, đảm bảo liên thông giữa các chương trình đào tạo với các chương trình đào tạo khác trong hệ thống giáo dục Phật học và thế học. Chất lượng phương pháp dạy học ở học viện cần theo hướng phát huy được năng lực, tính tự chủ và tính tích cực của mỗi cá nhân. Chất lượng và sự phối hợp của hệ thống quản lý đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực và chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa, tổ môn, năng lực công tác, lập kế hoạch, dự báo nhu cầu, nhận thức và vai trò, điều tiết, quy mô, cơ cấu đào tạo của nhà nước. Hai là sự chủ động
tự chịu trách nhiệm và tích cực tham gia của các bộ phận học viện về công tác tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng đào tạo. Yếu tố khách quan thứ nhất là bối cảnh trong nước và quốc tế, nhận thức về đào tạo của Phật giáo trong xã hội. Thứ ba là sự phân biệt của xã hội về văn bằng Phật học. Bối cảnh trong nước và quốc tế giữ vào thời cơ lớn vừa đặt ra những yêu cầu mới không chỉ về kinh tế mà cả về giáo dục. Sự phát triển của giáo dục Phật giáo hiện nay cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Nhận thức về đào tạo Phật học trong xã hội đã có một bước chuyển đổi nhảy vọt và được xã hội quý trọng. Một trong những tính chất nổi bật của Phật giáo chính là từ bi và trí tuệ. Những con người, con Phật đều khẳng định duy tuệ thị nghiệp, cần thay đổi nhận thức cho phù hợp hơn đối với cơ sở đào tạo đã, đang và sẽ đóng góp lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. Có cơ chế hành lang pháp lý công bằng, giáo dục quốc dân, giáo dục dân lập và giáo dục tôn giáo, cụ thể là giáo dục Phật giáo. Sự phân biệt của xã hội về văn bằng Phật học. Cho đến nay, hầu hết các cơ sở giáo dục và đào tạo cũng như lãnh đạo các cấp cơ quan đều quan niệm về hình thức đào tạo của Phật học là một sản phẩm hạng hai, đứng sau hình thức chính quy của thế học. Từ quan niệm như vậy, nên thực tế hình thức đào tạo của Phật học phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi ở hầu hết các phương diện. Chính từ lối tư duy này mà đã làm cho các xã hội và người học nhận thức không đúng về Phật học. Từ đó, dù chưa đến độ coi thường, nhưng hầu hết đều không coi trọng, chú ý và tập trung vào hình thức cái loại đào tạo này. Bài thăm luận ở đây xin hết. Cảm ơn.